Xin chào ông chủ, tôi tên là Lê Thị Huyền, tôi năm nay 26 tuổi, tôi cao 1m54, nặng 46kg. Tôi đến từ Hà Tĩnh, tôi đã kết hôn và có một người con tôi năm nay 1 tuổi. Tôi rất mong ông chủ nhận tôi sẽ chăm chỉ làm việc. Xin chào ông chủ.